chào các bác nhé. Đây là chợ Hồng Quế nhà em nhé. Đây, đây bầu hồng quế nhỏ này, cây đã ổn định rồi. Bây giờ mà trồng xuống đất thì chả mấy mà thành cái chậu rất chi là to. Đây, cho các bác xem mặt hoa này. Đây là hồng ngày xưa các bác nhé. Đây, có bầu thì đang có nụ này. Bác nào muốn trồng hồng quế thì báo em nhé. Hồng này là loại hồng rất chi là dễ trồng, mà đẹp, thơm, mùi hương thơm nhẹ, không phải lo chăm sóc gì cả, mở hoa quanh năm ngày tháng luôn, rất chi là đẹp. Thì em mới lấy hồng tí muội về nhé. Đây các bác, đây là bầu tí muội. Cây đang rất chi là nhiều nụ nhá, cây khỏe đẹp. Cây đẹp lắm. Mà màu hoa rất chi là đẹp luôn, màu đỏ tươi. Màu cam nhưng mà cam đậm. Có hai bụi hồng xéo thôi các bác nhé. Đây là hồng xéo này. Hoa rất là đẹp. Đây, đây là gọi là hồng xéo nhá. Còn đây tím muội này. Tím muội nhà em màu đậm đẹp. Đây em mới về hồng cổ Sapa nhé. Em về rất nhiều hồng cổ Sapa bụi. Cây nguyên bản rất chi là đẹp luôn. Đẹp. Đây. Đây là hồng Sapa các bác nhé. Hồng Sapa thì mùa đông là màu nó sẽ đậm và đẹp hơn. Cánh hoa san xếp với nhau này, mà cây rất chi là khỏe. Cây nguyên bản luôn, một cây nguyên bản như thế này thì chỉ cần sau một năm thôi là nó sẽ to gấp 10 lần cái bụi này rồi. Nên là em khuyên các bác là nên trồng hồng cổ Sapa nhé. Cây rất chi là đẹp. Nhà em có nhiều nhá. Bác nào mà muốn thì qua nhà em chọn thoải mái nhá. Em bây giờ chỉ lấy những cái loại hồng mà dễ trồng, dễ chăm và cho nhiều hoa thôi. Còn hồng ngoại và các cái loại hồng màu sắc đẹp với lại cái form hoa đẹp một chút thì bây giờ em cũng không chuộng lắm nữa, vì trồng nhiều loại đó rồi. Loại đó thì khó chăm sóc hơn và ít bông hơn. Ít bông thì ngắm thi thoảng mới ra được một bông, ngắm thì chán lắm. Bây giờ em chơi về cái dòng hoa nhiều hoa mà dễ trồng nhá. Hoa hồng là cứ lên được cái mầm nào này các bác này, cứ từ nách đi lên được cái mầm nào mới là sẽ ra hoa. Đây đang nụ hết. Đi mua hoa là các bác lưu ý chỉ cần nói, họ nói đúng hoa thôi nhá. Còn khi chọn là các bác muốn chơi được lâu thì cứ chọn cái đang nụ. Em mà đi mua hoa em thích nhất là chọn cái đang mầm, đang lộc. Hoa hồng á, về các bác để ngoài ánh sáng tự nhiên nhá. Ánh sáng tự nhiên là sao? Ánh sáng tự nhiên là cái ánh sáng mà khi mà chiếu trực tiếp, ánh sáng chiếu trực tiếp này. Là đó, khi các bác ngửa mặt lên trời là phải thấy trời này. Đó. Thì đó mới là gọi ánh sáng tự nhiên chiếu trực tiếp vào cây. Còn khi các bác để trong nhà mái tôn mà cứ bảo ánh sáng tự nhiên chiếu vô, chiếu sao được. Nó chỉ là ánh sáng, gọi ánh sáng nhẹ. Nên khi trồng hồng á, là các bác là phải để ngoài trời. Có ánh sáng tự nhiên chiếu trực tiếp từ 6 tiếng đồng hồ. Ít nhất là một ngày là 6 tiếng đồng hồ nhá. Thì cây mới đẹp, mới có hoa được. Mà để ánh sáng chiếu trực tiếp nhất là buổi sáng. Buổi sáng là khi cái ánh sáng mặt trời vào buổi sáng chiếu là tốt nhất. Buổi chiều cũng không bằng buổi sáng đâu nhá. Nhà em đang có vài cây bịch vải to nhá, Sapa này, dáng chi. Này. Cây rất đẹp, đang rất nhiều nụ nhá, hứa hẹn. Một cây hoa rất đẹp. Giá chỉ có 200.000 thôi.